tục với các kiểu gì. Thế thì đô thị với kiểu gì? Nun này, đường rỗng này, kiểu đô thị à nun khác nhé, rỗng khác nhé. Và đô thị có hướng không hướng, đô thị hỗn hợp cả có hướng không hướng, đô thị đơn, đô thị đa, đô thị với trọng số, đô thị theo kiểu web graph thì có dấu. Cái này từ mới của nhé. Ok. Nun graph và empty graph. Cái nun graph đô thị nun này rỗng này. Đô thị mà cái tập nốt của nó là không có gì, nó không nốt, tức là không nốt. Vì không có nốt, đâm ra thì đã chả có cạnh. Thế là V bằng rỗng F, thì đã có gì. Còn cái đồ thị mà empty, không có gì, hoặc đồ thị không có cạnh, là một cái đồ thị nơi đó cái tập cạnh là không, rỗng. Tập nốt có thể là rỗng, mà không. Thì ta phải có một đồ thị empty, tức là có nhiều nốt nhưng không có thể gì cả. Đời cô đơn kiểu như là gọi là đồ thị rỗng, còn đồ thị nun là không có cả gì cả. Các kiểu chất này ấy, vắng tanh không có ai cả thì là nun, nhưng chúng ta có nhiều người nhưng họ chẳng quan hệ với nhau thì nó là đồ thị empty, đồ thị trống. Ở trên là rỗng, ở dưới là trống, trống là không quan hệ gì, là không có quan hệ, SLS là không quan hệ. Cái này rất là quan trọng nhớ. Và một đồ thị rỗng là một đồ thị trống, giá vì nó là không có gì cả, nó không có đỉnh, không có cạnh. Đấy là cái khác là đồ thị có hướng, không hướng và thị hỗn hợp. Cái ma trận kề của đồ thị vô hướng là một trận có kiểu như là có thể chuyển vị được online AT bằng cái gì chuyển vị rất là đảo cột thành hai hai cột. Còn ma trận kề của ma của cái đồ thị có hướng thì không đảo được, không chuyển vị được. Bây giờ đồ thị đơn giản, đồ thị phức tạp, đa đồ thị sao? Đồ thị đơn là đồ thị đâu mà chỉ có một cái cạnh giữa bất kỳ cặp đỉnh nào cũng một cạnh thôi. Còn đa đồ thị là các đồ thị mà chúng ta có thể có nhiều cạnh ở giữa hai đỉnh và cả cái gọi là tạo những cái vòng lặp tự nối nhau. Các cái ma trận kề cho đồ đa đồ thị phải bao gồm những số rất lớn hơn một tỷ, tức là ta có rất nhiều cạnh. Tức là thay vì cái ví dụ chúng ta gọi là 1010 thì có thể là 1213 cái như này. Này có thể rằng là đây đây một không là 10 này 3 là thứ 1 với ở với 2 có 3 cái đỉnh thì 13 ví họ như vậy. Đồ thị trọng số, trọng số là một cái trọng đồ thị mà là ở đó rất cạnh được đi kèm với một cái số ở đó có nhãn đó. Ví dụ như đồ thị có thể dưới một đường cái bản đồ, các nốt thì là các đỉnh thì là một cái thành phố, các cạnh là các đường núi chúng và trọng số là khoảng cách giữa các thành phố với nhau. Đó G, V, E, V, K là tập với các AIG phải là không, nếu không có cạnh nối giữa các đỉnh VI và VG. Còn là với kép, nếu là với kép của R, nếu có nó có cái cạnh nối của nó là với kép độ dài của R. Còn web graph tức là đồ thị trên mạng ấy, là một cách để biểu thị cách mà các trang trên mạng, trang các trang web hoặc là trang mạng nối với nhau. Nhưng mà nói chung thì một cái trang web ấy, một cái đồ thị mạng là một cái đa đồ thị có hướng. Các nốt diễn đóng vai trò như một trang web, một cái trang ở đó, và các cạnh thì đóng vai trò như là một cái đường dẫn giữa các trang. Hai trang có thể có nhiều đường dẫn đấy nối với nhau và có thể có cái vùng lặp.
Tôi vẫn trỏ về chính nó. Thì ra có cái điều trị mạng này. Còn đồ thị có dấu sao? Khi trọng số là số nhị phân 0,1 trừ 1 cộng trừ, chúng ta gọi đồ thị có dấu. Sao này dấu này là cộng. Nó được sử dụng để diễn đạt là bạn hay thù, hay là chúng sử dụng để diễn đạt là cái trạng thái xã hội. Ảnh hưởng không? Có ảnh hưởng hay không? Được. Cái này hơi giống như trong chữ thơ ấy nhỉ?